chẳng còn vẹn nguyên khi viêm nhiễm phụ khoa làm bạn mất đi sự tự tin và nét quyến rũ. Đừng lo, đã có dung dịch vệ sinh Sebamed pH 3.8. Dung dịch vệ sinh Sebamed cung cấp độ pH lý tưởng cho vùng kín, kết hợp với các thành phần bisabolol, cúc la mã, lô hội dịu nhẹ, có tác dụng phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm phụ khoa, cân bằng độ ẩm. Sản phẩm được kiểm nghiệm phụ khoa và lâm sàng, được các bác sĩ trên thế giới khuyên dùng, được sản xuất 100% tại Cộng hòa Liên bang Đức và được tin dùng trên 80 quốc gia. Sebamed, phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa, tự tin giữ gìn hạnh phúc.